Xin chào cả nhà. Hôm nay mình thăm lại mấy cái cây nè, mình chia sẻ cho cả nhà coi ha. Đây là mấy cây vải của mình đó cả nhà. Đó. Hôm bữa mình quay video tới nay là mới có 10 bữa ha. 10 bữa thì cái cây vải của mình nó phát triển như vậy rồi nè cả nhà. Nó rất là nhanh lớn luôn cả nhà ơi. Sức sống của mấy em này rất là mãnh liệt. Bởi vậy hả, mình rất thích trồng cây từ hạt. Tại vì cái sức sống từ cái hạt á, nó lên cái cây á, cái cây mình nó rất là khỏe đó, nó rất là khỏe mạnh. Rồi còn đây, đó cả nhà, là cây gì nè cả nhà, có nhớ những cây này không? Hôm bữa mình có chia sẻ video á, cách ươm trồng măng cụt á cho cả nhà coi á. Thì đây là những cây măng cụt ha. Những cây măng cụt này mình ươm trồng nay cũng được nửa tháng rồi. Các em này phát triển rất là mạnh mẽ luôn. Có cây đã lên được thêm 2 lá nữa là 4 lá. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình rất thích cây măng cụt. Tại vì ngoài cái trái của nó rất là ngon, mà cái trái nó cũng đẹp, hoa nó cũng đẹp, mà cái lá nó cũng đẹp nữa cả nhà. Còn đây, đây là cây gì cả nhà nhớ không? Bữa mình có chia sẻ video đó. Đó là cây cà pháo khổng lồ, gọi là cà bác đó cả nhà. Nó to lắm luôn, trái nó hả gần nửa ký luôn á. Rất là to. Đó, mình mua ngoài chợ về mình nấu ăn đó. Xong mình lấy những cái hạt ha, mình ươm ha. Mình cũng đã từng chia sẻ video cho cả nhà coi rồi ha. Rất là dễ luôn. Các cây nó phát triển rất là tốt. Mình chỉ tuyển những cái cây nó khỏe mạnh đó, để mình ươm trồng ha. Chứ nó lên thì nó lên nhiều lắm, mà phải tỉa bỏ bớt. Chỉ để lại vài cây thôi. Còn đây, đố cả nhà cây gì nè. Đây là cây táo Mỹ cả nhà. Táo Mỹ mình trồng rất là dễ lên ha. Mình ăn, mình mua ở siêu thị táo về xong mình ăn, xong mình lấy hộp mình ươm trồng đó. Thì sau nửa tháng cây nó phát triển như vậy nè cả nhà. Cây rất là khỏe mạnh luôn. Đó, mình ươm trồng hả, ươm cây nào là cây nấy lên, lên rất là khỏe mạnh luôn. Đất thì ít mà thích trồng thì nhiều. Nó ươm trồng đủ thứ loại cây hết. Hôm nay mình chia sẻ một số cây trong vườn nhà mình cho cả nhà coi ha. Còn nhiều lắm, mình ươm trồng nhiều loại cây lắm luôn. Nhưng mà hả, chia sẻ nhiều quá thì sợ video nó dài quá, rồi cả nhà ngán coi. Để mình chia sẻ từ từ ha. Chứ cây trong vườn nhà mình ươm trồng nhiều loại lắm luôn á. Và cây nào cũng phát triển rất là tốt. Ở đây, đây là cây táo Mỹ nè cả nhà. Táo Mỹ này nó cao hơn 1 mét rồi ha. Cây này mình cũng ươm trồng từ hạt nha cả nhà. Rồi hôm bữa mình ngắt đọt. Mình mới chia sẻ video cách đây mấy ngày ha. Là mình ngắt đọt á, mình chăm sóc cây á, thì mình phát hiện ra một ổ trứng. Mọi người đoán á, là trứng rắn. Mà mình chắc nghi trứng rắn quá à. Tại vì á, nếu mà trứng của cái con thật sùng đất á, thì nó đã nở liền rồi. Còn hôm bữa giờ mình để á, mọi người nói để coi nở ra con gì, mình cũng để mình lắp trong cát, trong một cái hũ. Thì mình theo dõi coi nó nở ra con gì ha. Còn đây, đây là những cây sầu riêng của nhà mình nè cả nhà. Hôm bữa mình có hướng dẫn cách ươm trồng sầu riêng ha. Thì sầu riêng là cái loại mà nó rất là dễ lên luôn đó. Mình có chia sẻ rất là tận tình, rất là chi tiết trong cái video trước nha. Bây giờ mình coi lại những cái cây sầu riêng của mình đó. Sau khi các em này lớn lên một chút á, thì nó sẽ gãy những cái hộp nó ra. Nó sẽ đâm những cái đọt lên. Và nó sẽ rớt, nó tự động rớt ra cả nhà. Nó tự động gãy những cái hạt này ra, cái hạt nó dính á. Rồi, nó rớt ra. Rồi nó đâm lên cái tược như vậy. Đó, mình rất thích trồng cây từ hạt. Tại vì á, trồng từ hạt á, nó sẽ cho mình được cái bộ rễ rất là đẹp. Để mình làm cảnh. Cái thứ hai nữa là cái tuổi thọ nó cực kỳ cao. Cao lắm so với những cây chiết bằng nhánh ha. Cây chiết ghép thì tuổi thọ nó không cao bằng ha. Những cây trồng bằng hạt thì hả, cái sự kháng bệnh của nó cũng rất là cao luôn.
mình trồng để cho chia sẻ cho mọi người cùng coi cho vui. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành theo dõi những cái video của mình nha. Cảm ơn rất rất nhiều luôn. Rồi mình sẽ cố gắng gắn ra nhiều video hay hơn, nhiều hơn để gửi đến cho tất cả mọi người cùng coi cho vui ha. Cảm ơn cả nhà đã ghé xem video. Chúc một điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Cả nhà thấy thích thì nhớ tặng mình một like. Và đừng quên đăng ký cùng nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất nha.